À, trước mặt mình đây là cây IDP164, cái Arius IDP164 ha. Cây này nguyên một thùng của nó là 66 kg. Cái này là lắp ráp tại Indo. Đây một thùng 66 kg này. Đó. Nó cao, cái thùng này nó cao cỡ mét 5. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi giao cái cây này ở bên quận 7. Khui ra đàn một chút xíu cho các bạn nghe thử cái cây này nha. Mình đã làm cái cây ITP 103 và 144 rồi, nay làm 164 cho các bạn xem nha. Rồi, chào các bạn. Hoàng mới ráp lên cái cây đàn IDP164. Hoàng đã làm 103, 144 rồi, nhưng mà 164 thì nhiều Hoàng chưa làm cái nào, cho nên hôm nay Hoàng nhân tiện Hoàng giao cái đàn này cho một người khách rất là xinh đẹp và dễ thương. Đó, đây là Hoàng đến Hoàng vừa lắp ráp cho khách luôn, cũng như là nói một chút xíu về cái đàn này ha. Thì các bạn cứ hiểu hãng họ đã đẻ ra rồi, tức là 103 là thấp hơn 144 và 144 thì thấp hơn 164. Thế nên là các bạn cứ coi cái clip hai cái clip trước Hoàng đã làm rồi của 103 và 144 đó, thì các bạn cứ cộng thêm chút nữa thì nó sẽ ra cái này. Mỗi lần ví dụ giá của 144 đi là 21 đi, thì cái này cộng thêm 5 triệu nữa thì ra cái giá của cái này ha. Này, thế 5 triệu nữa thì hãng nó cho mình cái gì? Đương nhiên âm thanh nó sẽ hay hơn nè, kiểu dáng thì nó na ná, nó giống nhau, nhìn kỹ thì mới thấy nó khác nhau thôi. Nhưng mà thôi, Hoàng cứ đổ đồng chung đi là nó tựa tựa nhau ha. Rồi nó khác nhau, cái phím nó khác. Phím vừa này là đã hơn ha. Hoàng không phân tích sâu, Hoàng chỉ nói là nó đã hơn. Đấy, nhìn không? Xước nè, đẹp ha. Nó giống quần gỗ tự nhiên á. Rồi, giờ bây giờ đàn này. Đó là cái tiếng piano. Đó là tiếng piano, tiếng mộc của nó. Rồi bây giờ ha, ngoài cái tiếng piano thì nó còn có thêm 9 tiếng nữa, Hoàng nhớ là vậy. Bây giờ mình muốn điều khiển qua các tiếng khác á, bây giờ chỉ cho đi.
À, Khánh ơi, Khánh chỉ vô. Đây là tiếng piano. À, cái đàn này nó rất là dễ sử dụng các bạn. Các bạn có quan tâm cho Hoàng là nếu mà mình muốn thay đổi tiếng thì mình nhấn cái này. Đó, đây là tiếng piano nha. Rồi, các bạn mỗi lần muốn thay đổi nhấn nhấn dấu cộng. Tiếng piano điện, thêm nữa tiếng piano điện này cũng y vậy, Hoàng đánh y y như hồi nãy cũng vậy nữa ha. À, tiếp theo là tiếng hát chỉ cỏ ha, tiếp tiếng vibraphone. Tiếp thì mình cứ cộng thôi. Đây là tiếng organ. Organ này thì là đánh nhạc nhạc jazz à. Tiếp đây là tiếng string, tiếng gì nữa đó, quay trở về tiếng đầu tiên là tiếng piano rồi. Rồi giả sử nhé, Hoàng đang ở một cái tiếng bất kỳ nào đó. Rồi bây giờ mình muốn gọi nhanh cái tiếng piano ra thì ở trên này nó có cái phím. Xin lỗi, nó có cái nút á, nút piano á các bạn. Đây. Click vô phát một là về tiếng piano ngay lập tức. Rồi, rồi bây giờ các bạn muốn nghe nhạc thì nhấn gì? Các bạn nghe nhạc các bạn nhấn cái demo nè. Demo xong, rồi là bắt đầu. Nữa thì mình nhấn lại đó thì nó sẽ tắt. Rồi tiếp theo cái tính năng nữa là metronome, để chi, để cho mình giữ nhịp. Đó, mình có thể thay đổi được tốc độ không? Có. Rồi cái đó dễ lắm, các bạn cứ coi tìm hiểu. Tiếp muốn tắt thì là nhấn cái nữa. Rồi, các bạn có muốn thu thì có cái chữ rec là thu. Rồi bây giờ mình nhấn thử ha. Khi mình nhấn đó, nó sẽ chớp chớp. Chớp chớp như vậy là nó chuẩn bị. Rồi bây giờ Hoàng đánh đại cái gì đó. Rồi, ví dụ như vậy. Bây giờ mình muốn, bây giờ thu tới đây ha. Vậy thì mình nhấn lại cái chữ rec là bắt đầu nó stop. Rồi, nó chớp chớp bốn cái. Rồi, nó xong rồi, nó chớp xong, tức là nó đã thu rồi. Bây giờ mình muốn nghe lại, mình nhấn nút play. Đó. Thì là đoạn nhạc vừa mới đàn hồi nãy đúng không? Rồi, túm lại ha. Cái cây đàn này được sinh ra để cho những người mới bắt đầu học đàn. Đó, tùy vào cái túi tiền, tùy vào cái mong muốn, các bạn chọn cho mình IDP 103, 144 hoặc 164, tùy cái túi tiền thôi. Thì đương nhiên, càng nhiều tiền thì cái điều kiện về cái cây đàn nó sẽ cao lên, tức là cái tiếng nó hay hơn, đẹp hơn ha. Rồi nếu mà thêm nữa thì các bạn có thể coi thêm cái clip CLP745 của Hoàng đó, cây đó thì nó sẽ hay hơn cây này nữa, nhưng mà đó là các bạn cứ cân vào cái túi của mình đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Hoàng và cảm ơn các bạn đã mua ủng hộ Hoàng trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn. Nói thêm một cái lợi điểm của nó nữa là nó có thể kết nối với cái iPad hoặc iPhone để sử dụng cái app là app Smart Pianist thông qua cái cộng dây này nè. Hồi trước á, là phải mua cái cộng dây chính hãng rất là mắc.